Bạc Tỷ, Shark Tank Việt Nam. Sau thành công ngoài mong đợi của mùa đầu tiên, Shark Tank Việt Nam đã trở lại với khán giả và ghi nhận nhiều thành tích ấn tượng vượt xa mùa đầu công chiếu. Không những thế, chương trình đã bứt phá ra khỏi định nghĩa của một game show thực tế thông thường để trở thành một nơi kết nối các startup tiềm năng với những nhà đầu tư tiềm lực. Trong hơn 1.000 thí sinh đăng ký tham dự, hội đồng thẩm định đã chọn ra 42 startup lọt vào vòng thương thuyết với các nhà đầu tư và được lên sóng. Trong số đó, có tới 27 startup được rót vốn với tổng số tiền là 206 tỷ 541 triệu đồng, gần gấp đôi con số của mùa 1 là 116 tỷ 651 triệu đồng. Tại mùa 2 Shark Tank Việt Nam, khẩu vị đầu tư của các cá mập cũng có sự khác biệt rõ rệt. Điển hình như Shark Phạm Thanh Hưng luôn hứng thú với những sản phẩm có tính đột phá sáng tạo, hay đối với Shark Nguyễn Ngọc Thủy, tôn chỉ đầu tư của ông chính là người và ngành. Phải khởi nghiệp thì anh quan tâm một là ngành, ngành nó phải lớn. Thứ hai đó là người phải tốt, đủ tốt để có thể lead được cái ngành đấy. Trong khi các nhà đầu tư công nghệ lại muốn startup sẽ là người nắm giữ phần trăm cổ phần nhiều hơn cho những vòng gọi vốn sau, thì các nhà đầu tư truyền thống như Shark Việt, Shark Phú lại yêu cầu nắm giữ phần trăm cổ phần để chi phối. Tôi thì không thích là 25%, tôi ít nhất phải 50-51%. Nếu anh góp 12 tỷ, có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, vốn điều lệ công ty lúc bây giờ là nâng lên 13 tỷ. Phần cổ đông của anh là sẽ là 12 tỷ, trên 13 tỷ. Của em chỉ có 1 tỷ thôi. Đã hoạt động như đâu? Thế là anh sở hữu đến trên mấy phần trăm? Thì anh phải được như thế, chứ còn nếu 25% thì anh không đầu tư. Đặc biệt mùa 2 chứng kiến sự thay đổi trong phong cách đầu tư, Shark Phú với rất nhiều điều kiện cứng rắn dành cho startup. Tất cả những rủi ro ấy, đẩy hết tất cả về phía... Đương nhiên cá mập là như vậy. Có thể nói, hầu hết các deal mà chủ tịch Sun House gật đầu đầu tư đều dưới hình thức cho vay trái phiếu chuyển đổi có thời hạn. Bởi với Shark Phú, tôi là nhà kinh doanh thì tôi phải bảo toàn được vốn. Vì thực ra để có được đồng tiền đó là mồ hôi công sức của rất nhiều người. Và tôi là người cầm cái đồng tiền đó, quản lý đồng tiền đó, thì đồng tiền đó nó phải đảm bảo bảo toàn và sinh lời. Kết thúc mùa 2, Shark Nguyễn Thanh Việt đã trở thành nhà đầu tư rót vốn nhiều nhất với tổng số tiền đầu tư lên đến 47 tỷ 150 triệu đồng. Tiếp đến, dù là một cá mập khắt khe, nhưng Shark Nguyễn Xuân Phú vẫn xuống đến 37 tỷ 285 triệu đồng để hỗ trợ startup dưới dạng cho vay trái phiếu chuyển đổi. Và Shark Phạm Thanh Hưng ở vị trí thứ 3 với 33 tỷ 870 triệu đồng. Hai Shark chính còn lại là Thái Văn Linh và Dũng Nguyễn cũng không hề kém cạnh khi mỗi người lần lượt rót vốn với tổng mức là 25 tỷ 116 triệu đồng và 22 tỷ 35 triệu đồng. Các nhà đầu tư khách mời khác dù chỉ xuất hiện trong vài tập, nhưng mỗi cá mập cũng sở hữu những con số khá ấn tượng. Số tiền lần lượt của mỗi nhà đầu tư là Shark Nguyễn Ngọc Thủy với 25 tỷ 835 triệu đồng, Shark Louis Nguyễn với 12 tỷ 500 triệu đồng và cuối cùng là Shark Hồng Anh với 2 tỷ 750 triệu đồng. Trên tổng số 206 tỷ 541 triệu đồng được rót cho các startup, thương vụ 23 tỷ đồng của Shark Phạm Thanh Hưng và startup PowerCentric được ghi nhận là có deal size lớn nhất mùa 2. Shark Hưng cũng tham gia rót vốn với thương vụ lớn thứ hai là Plasma cùng với Shark Nguyễn Thanh Việt với giá trị đầu tư là 17 tỷ đồng. Đây là tin vui cho các startup sở hữu sản phẩm mang công nghệ của tương lai cùng những phát minh mang lại lợi ích cho xã hội. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng rất chú ý và ưu ái những startup quan tâm đến sự phát triển bền vững của xã hội như nông sản hữu cơ Hoa Nắng đã tạo nên cú lội ngược dòng vào phút 89 bằng sự trung thành và tâm huyết với người nông dân Việt Nam. Hay startup We Escape với quyết tâm tạo nhiều sân chơi bổ ích cho giới trẻ. Hay rửa bật nắp Coco Lala, một startup đã cạn vốn nhưng vẫn tìm đến Shark Tank để có thể tiếp tục hoài bão nâng tầm rửa xiêm Việt Nam trên thị trường quốc tế. Hay Trả Lụa Hai Lúa với tham vọng mở rộng bí quyết gia truyền. Qua đó, có thể kết luận rằng điểm chung của tất cả các startup gọi vốn thành công tại Shark Tank Việt Nam chính là tinh thần khởi nghiệp. Bất chấp tuổi tác, dù startup nhí 11 tuổi hay nhà khoa học bất đắc dĩ khởi nghiệp ở tuổi 50. Bất chấp nền tảng giáo dục, dù là startup ưu tú đạt được nhiều thành tựu ở nước ngoài hay cô gái Quảng Nam tay trắng làm nên sự nghiệp. Chính tinh thần dám nghĩ dám làm, không bao giờ bỏ cuộc cùng sự đàm phán khéo léo quyết liệt của họ đã khiến hội đồng đầu tư phải nội chiến tranh giành lẫn nhau, tạo nên một Shark Tank Việt Nam mùa 2 đầy hấp dẫn. Và sau hơn 3 tháng phát sóng, các Sharks đang gấp rút thực hiện quá trình due diligence để đi đến quyết định đầu tư. Trong đó, những startup được ký kết đầu tư đó là Bảo hộ Lao động CDTS với cam kết giải ngân 10 tỷ từ Shark Nguyễn Thanh Việt, gấp đôi con số cam kết trên truyền hình.
và cam kết đầu tư 10 tỷ của Jacques Louis Nguyễn với nông sản hữu cơ Hoa Nắng cùng sứ mệnh đưa nông sản hữu cơ Việt Nam ra nước ngoài. Nếu mà không đạt KPI vợ phải về làm chính thức nhé. Xin chào các anh. Thành công. Vượt xa khuôn khổ của một chương trình mang tính giải trí thông thường, Shark Tank Việt Nam đã làm được nhiều hơn thế khi mỗi tập phát sóng đều mang đến những giá trị về kinh nghiệm cũng như tiềm lực đắt giá cho người khởi nghiệp. Các kết quả due diligence tiếp theo sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật với khán giả và quý anh chị trong thời gian sắp tới. Thương vụ bạc tỷ Shark Tank Việt Nam. Thôi được rồi, bây giờ anh đưa nốt cái offer cuối cùng để em chọn nhé. Là anh đồng ý đầu tư cho em 3,5 tỷ đổi lấy 30% cổ phần. Và nếu mà em thất bại thì bản thân cái team của em phải về làm cho anh một năm. Anh đưa ra hai option để em chọn. Bây giờ tóm lại là em có hai offer nhá. Offer. Cái offer của Shark Phú.